Đây là quán ăn sáng rất nổi tiếng tại thị trấn Vân Đồn. Quán ăn sáng có đầy đủ các món như bún, phở, xương hàm lợn, bánh cuốn, đặc biệt là bún hải sản ở đây rất ngon, ăn kèm với chả lá lốt, bè bè, các loại tôm tươi. Giá cả hợp lý, chỗ để xe thoải mái. Ông bà chủ nhiệt tình, thân thiện, chu đáo. Bạn hãy đến và trải nghiệm nhé.